Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đến thời điểm này, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, đã có thêm 3 hộ dân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi phục vụ dự án trung tâm thương mại Yêumon trên địa bàn phường Kênh Dương, quận Lê Chân đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Những ngày qua, ngay sau khi các hộ dân đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng theo quy định, quận Lê Chân đã huy động lực lượng, phương tiện thường trực tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ, phá dỡ các công trình nhà ở, cây cối, vật kiến trúc, nhanh chóng bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đến nay, nhiều hộ dân có đất, công trình nhà ở trên đất nông nghiệp đã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển chung của thành phố, bước đầu đồng thuận và có thái độ hợp tác với quận Lê Chân trong công tác giải phóng mặt bằng. Thông qua nhiều cuộc đối thoại và lần cuối cùng vào chiều ngày thứ năm, thì về phía quận Lê Chân thì chúng tôi đã trả lời đầy đủ những ý kiến của người dân về quy trình, thủ tục, về chế độ chính sách. Hiện nay trong tổng số 157 hộ dân thì đã có 134 hộ đã nhận tiền và đến ngày hôm nay đã 3 hộ nữa. Thì chúng tôi rất hy vọng và mong muốn mà bà con 11 hộ còn lại thì trong lộ nhật ngày mai sẽ chấp hành. Thế còn nếu hộ nào mà đến chiều ngày mai, tối ngày mai mà không chấp hành thì chúng tôi cái kế hoạch cưỡng chế thì cũng đã ban hành rồi và không có gì thay đổi, thì sáng ngày thứ hai chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế những hộ còn lại. Như vậy trên mặt bằng dự án vẫn còn 11 hộ dân chưa chấp hành nhận tiền đền bù hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Để bảo đảm yêu cầu tiến độ của dự án, quận Lê Chân mong muốn các hộ dân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi đồng thuận chấp hành nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng. Nếu các hộ tiếp tục cố tình chây ý, quận Lê Chân sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định. Dự án trung tâm thương mại Yêumon là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố phát triển, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân thành phố. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa có văn bản yêu cầu nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép tại các khu vực sân trường trong giờ học. Cụ thể, cơ quan này đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tất cả các cơ sở giáo dục các tỉnh, thành phố trong cả nước nghiêm cấm phương tiện xe cơ giới lưu hành hoặc dừng đỗ trái phép trong giờ học tại các khu vực sân trường, trên vỉa hè, lòng đường, xung quanh cổng các trường học. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu ban hành quy định hướng dẫn chung về bảo đảm an toàn giao thông nội bộ tại khu vực trường học từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Quy định trên nhằm tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các trường học trên phạm vi cả nước. Sau vụ việc giáo viên đi xe ô tô trong sân trường gây tai nạn làm một học sinh thiệt mạng, một người bị thương tại Sơn La vừa qua. Thông tin nhận được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ vận tải, nhất là các đơn vị hoạt động dọc tuyến đường 353 là kể từ hôm nay, các xe tải trọng trên 7,5 tấn sẽ được phép vận hành trên tuyến. Theo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng, xét đề nghị của Công an thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường 353 và kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tiếp tục thực hiện thông báo số 409 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải về phân luồng giao thông đường tỉnh 353 phục vụ công tác sửa chữa và nâng cấp. Giao Sở Giao thông Vận tải ghi biển phụ, các xe được lưu thông qua đường tỉnh 353 ra vào các tổ chức cá nhân trên địa bàn các quận Dương Kinh, Đồ Sơn và huyện Kiến Thụy. Giao Công an thành phố dừng cấp phép giấy phép đi vào đường cấm cho các phương tiện khác đi vào đường tỉnh 353, tăng cường kiểm tra xử lý các xe vi phạm. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, Chi hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Tới dự có Thiếu tướng Lê Mã Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam và đồng chí Nguyễn Hữu Doãn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy. Với mục tiêu gắn kết, hỗ trợ, chia sẻ giữa các hội viên về kiến thức mới, liên kết phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp cho doanh nhân, doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển chung của thành phố và đất nước. Chi hội Doanh nghiệp Thương binh Người khuyết tật Hải Phòng còn là cầu nối doanh nghiệp với các cơ quan chức năng để phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các hội viên theo quy định của pháp luật. Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Việt Nam các quy định của pháp luật, cụ thể hóa thành chương trình hoạt động để đạt kết quả cao nhất trong thời gian tới.
Cảm ơn đồng chí Lê Văn Lương. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam 21 tháng 6 và hướng tới kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng mùng 1 tháng 9, sáng nay, Hội Nhà báo Hải Phòng tổ chức phát động cuộc thi viết về gương người tốt việc tốt trên sóng các đài phát thanh quận huyện. Với mục đích khuyến khích các tác phẩm mang tính phát hiện, phản ánh kịp thời gương người tốt việc tốt của các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống, đồng thời động viên khích lệ đài phát thanh các quận huyện nâng cao chất lượng tác phẩm trên sóng phát thanh. Hội Nhà báo thành phố yêu cầu các tác phẩm phải thông tin trung thực, khách quan, đúng, trúng, hay, có ý nghĩa xã hội nhân văn. Tác phẩm dự thi là các bài viết được sử dụng trên sóng phát thanh từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 15 tháng 8 năm 2018 với các thể loại báo chí. Dự kiến lễ tổng kết và trao giải viết gương người tốt việc tốt trên sóng phát thanh đài quận huyện sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, mùng 1 tháng 9 năm 2018. Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương vừa kiểm tra hoạt động quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tại Hội nông dân thành phố Hải Phòng và tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý quỹ cho cán bộ Hội nông dân thành phố. Ngoài hướng dẫn về công tác xây dựng, quản lý điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân, cán bộ hội cũng được hướng dẫn chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, việc triển khai các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Tập huấn giúp cán bộ Hội nông dân các cấp nâng cao nghiệp vụ, thực hiện quản lý hiệu quả Quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hội viên xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa, phát triển ngành nghề, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới. Đảng bộ xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chi bộ đảng đầu tiên và đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ một chi bộ ban đầu với 7 đảng viên, trải qua hai cuộc kháng chiến, chi bộ xã Bạch Đằng đã lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương, giành nhiều thắng lợi. Xã đã có 239 liệt sĩ, 93 thương bệnh binh, 30 bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhà nước tặng thưởng 1.472 huân huy chương các loại. Đến nay, với 258 đảng viên, Đảng bộ xã Bạch Đằng tiếp tục lãnh đạo nhân dân địa phương thực hiện hiệu quả và hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Tăng trưởng kinh tế hàng năm của xã đạt từ 9 đến 10%, bình quân đầu người đạt 37,2 triệu đồng. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. Nhân dịp này, Đảng bộ và nhân dân xã Bạch Đằng được trao tặng bức chướng mang dòng chữ Đảng bộ và nhân dân xã Bạch Đằng phát huy truyền thống 70 năm đoàn kết dân chủ, đổi mới xây dựng xã giàu đẹp văn minh. Chiều qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai kế hoạch số 17 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng và công tác cấp giấy chứng nhận sau dồn điền đổi thừa. Hiện nay trên địa bàn 14 quận huyện của thành phố còn 1.524 cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận bắt đầu từ tháng 1 năm 2018 đến hết tháng 12 năm 2019, gồm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 năm 2018 sẽ phấn đấu cấp được 40% trường hợp, tương ứng 610 giấy chứng nhận, và giai đoạn 2 năm 2019 cấp toàn bộ các trường hợp đủ điều kiện còn lại, tương ứng 914 giấy chứng nhận, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến hai doanh nghiệp Vinaca và Hồng An Phong về tội sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo Điều 193 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo Cơ quan Điều tra, ngày 15 tháng 1 năm 2018, Đoàn Kiểm tra Liên ngành quận Kiến An kiểm tra cơ sở sản xuất của Đào Thị Trúc, 24 tuổi, trú tại phường Ngọc Sơn, phát hiện 10 công nhân đang tạo viên nang, dán nhãn, đóng gói sản phẩm, được gọi là thuốc trị ung thư. Các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm được sản xuất bằng cách nghiền thủ công. Nguyên liệu là than tre nứa được tán thành bột, sau đó pha thêm hóa chất, đóng thành viên nang, xuất ra chai, cung cấp ra thị trường 19 tỉnh, thành phố. Xác định đây là vụ việc phức tạp, có nhiều người tham gia với hình thức hoạt động tinh vi, tác động xấu đến xã hội. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn đình chỉ lưu hành thuốc nhức khớp Tiêu Bại Hoàn, nơi sản xuất là cơ sở Đông Nam Dược Đại An, địa chỉ 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, do chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP.HCM, phát hiện thuốc nhức khớp Tiêu Bại Hoàn, số đăng ký
VD9331216, ngày sản xuất mùng 1 tháng 1 năm 2017, hạn dùng mùng 1 tháng 1 năm 2020, có chứa paracetamol. Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược không được buôn bán sử dụng thuốc mang tên nhức khớp Tiêu Bại Hoàn, đồng thời yêu cầu thanh tra sở phối hợp với phòng nghiệp vụ dược, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, phòng y tế quận huyện tổ chức tiếp nhận thông tin báo cáo của các cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng, kiểm tra xác minh truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả nêu trên, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này và xử lý những vi phạm theo quy định hiện hành. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các bệnh viện tuyến quận huyện, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh nhằm giảm bớt tình trạng quá tải cho bệnh viện tuyến trên là chủ trương của ngành y tế đang thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, lộ trình thực hiện chủ trương này vẫn còn bộc lộ nhiều bất cập, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa quận Hải An. Tách ra từ Trung tâm Y tế quận Hải An năm 2007, suốt 10 năm hoạt động trên diện tích nhỏ hẹp, mãi đến năm ngoái, Bệnh viện Đa khoa quận Hải An mới di chuyển về cơ sở mới tại khu trung tâm hành chính quận, trên diện tích hơn 17.000 m² với quy mô 120 giường bệnh. Về nơi mới rộng rãi hơn, nhưng bất cập vẫn tiếp tục nảy sinh do bệnh viện từ hàng chục năm trước này đã lỗi thời, không đáp ứng về công năng và quy mô giường bệnh. Đơn vị đã phải tự trích kinh phí nâng cấp cải tạo để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho khoảng 250 đến 300 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Dù được đầu tư thêm một số thiết bị hiện đại như máy siêu âm màu, máy X-quang kỹ thuật số hay hệ thống sinh hóa tự động, nhưng với 56 biên chế cùng 2 lao động hợp đồng, việc khám chữa bệnh và kiêm nhiệm chuyên môn khác tại đây đang bị quá tải. Số lượng bác sĩ phải tham gia khám như vậy là cũng phải từ 5 đến 6 bác sĩ, trong khi là bệnh viện chỉ có 15 bác sĩ. Thế mà tỷ lệ bác sĩ trên điều dưỡng cũng rất là thấp. Theo quy định của Bộ Y tế thì tỷ lệ một bác sĩ thì phải có từ 2,5 đến 3 điều dưỡng, nhưng hiện tại là bệnh viện có một bác sĩ nhưng mà chỉ có khoảng 1,5 đến 1,7 điều dưỡng. Ngoài ra thì các cái thành phần khác phục vụ ở các cái bộ phận khác thì cũng rất là hạn chế. Với quy mô 4 tầng và 120 giường bệnh, nhưng hiện nay bệnh viện mới chỉ có 2 tầng đi vào hoạt động, còn lại khoảng 40 đến 50 phòng đang bỏ không như thế này. Không chỉ bất cập ở việc thừa đất thiếu người, câu chuyện thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị dù đã được làm từng bước, song còn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Với các cái bệnh viện lớn thì người ta triển khai được đầy đủ các dịch vụ thì việc tăng viện phí là rất có lợi. Thế nhưng đối với bệnh viện bé như chúng tôi thì nhiều các cái dịch vụ không thực hiện được. Chủ yếu là tổ chức khám, rồi tiền giường điều trị nội trú cũng rất là ít. Trong bối cảnh đấy thì cái việc mà chi trả cái quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì cũng rất là chậm. Đầu tư cho các bệnh viện tuyến dưới để giảm tải cho hệ thống bệnh viện tuyến trên là chủ trương đúng. Nhưng để cụ thể hóa, còn rất nhiều việc phải làm. Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 49 năm 2017 của Chính phủ, tất cả thuê bao di động đều phải có thông tin theo chứng minh nhân dân và ảnh chụp chân dung của chủ thuê bao. Quy định nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2018. Để hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thông tin thuê bao, Vinaphone đã mở tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch trên toàn quốc đến 21 giờ hàng ngày. Tại trung tâm kinh doanh VNPT Hải Phòng, cả các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, nhân viên giao dịch đều trực hướng dẫn, hỗ trợ tối đa cho khách hàng đến bổ sung thông tin thuê bao và ảnh chân dung chính chủ. Trung tâm đã bố trí lực lượng tại 29 điểm giao dịch tại các quận huyện trên địa bàn thành phố. Mặc dù vậy, tình trạng khách hàng đến các điểm giao dịch vẫn tăng đột biến khi chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn bổ sung thông tin thuê bao theo Nghị định 49 năm 2017 của Chính phủ. Em cảm thấy nó mất thời gian quá, không có cách nào để chỉ có ở nhà mà làm được thì có thể tốt hơn không? Nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng không phải đi lại và chờ đợi tại các điểm giao dịch để bổ sung thông tin, Vinaphone đã hướng dẫn khách hàng tự bổ sung thông tin tại nhà. Vậy bổ sung thông tin như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Để giúp khách hàng nhanh chóng cập nhật thuê bao mà không cần phải đến các phòng giao dịch, Vinaphone đã bổ sung tính năng tự động cập nhật trên website http://my.vinaphone.com.vn. Các bước tự cập nhật thông tin thuê bao online. Bước 1, truy cập http://my.vinaphone.com.vn. Bước 2, bấm nút kiểm tra thuê bao ở đầu trang. Bước 3, nhập số thuê bao và bấm lấy mã xác thực. Bước 4, nhập mã xác thực được gửi về số thuê bao đã nhập và bấm tra cứu. Bước 5, nếu có thông báo thuê bao của quý khách hàng đã đủ số ảnh theo Nghị định 49 của Chính phủ, khách hàng đã được cập nhật đầy đủ thông tin. Bước 6, trong trường hợp có thông báo thuê bao của quý khách hàng chưa đầy đủ ảnh chứng minh nhân dân theo Nghị định 49 của Chính phủ, khách hàng cần cập nhật thông tin theo mẫu.
Bước 7, đính kèm ảnh chứng minh thư và chân dung, tích, tôi cam kết thông tin khai là đúng và bấm cập nhật. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin thuê bao của mình bằng cách soạn tin TTTB gửi 1414 hoặc gọi 1800 1091. Tối qua, đêm chung kết cuộc thi văn nghệ khu công nghiệp Nomura Hải Phòng năm 2018 đã diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ công nhân, người lao động khu công nghiệp. Đây là lần đầu tiên Nomura tổ chức một sự kiện văn hóa văn nghệ quy mô toàn khu công nghiệp. 20 doanh nghiệp góp mặt trong đêm chung kết đã đem tới các tiết mục đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm gia đình, đồng thời giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của các nước Nhật Bản, Trung Quốc. Nhiều tiết mục với ý tưởng độc đáo, dàn dựng công phu đã đem đến cho đêm diễn những sắc màu phong phú, qua đó phát triển phong trào văn hóa văn nghệ trong công nhân lao động, cổ vũ công nhân tiếp tục lao động sáng tạo. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của công ty phát triển khu công nghiệp Nomura chào mừng những ngày lễ lớn trong tháng 5 và lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2018. Hôm nay 21 tháng 4 là Ngày Sách Việt Nam, ngày tôn vinh sách và văn hóa đọc. Sau 5 năm tổ chức, Ngày Sách Việt Nam tiếp tục trở thành hoạt động được cộng đồng đón nhận với mong muốn nâng cao dân trí, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện. Dù công nghệ có phát triển như vũ bão và ngày càng thay đổi thói quen đọc sách của con người, văn hóa đọc vẫn giữ nguyên giá trị nếu như bản thân con người thực sự yêu sách và coi sách như một phương tiện giúp tích lũy cả về tri thức lẫn tinh thần. Ghi chép của phóng viên thời sự tại quần đảo Trường Sa. Giờ giải lao của các chiến sĩ trên đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa. Sau khi đổ mồ hôi trên thao trường, những người lính trẻ này lại chọn đến phòng đọc để thư thái bên những trang sách. Tủ sách trên đảo Nam Yết hiện có gần 2.000 đầu sách, cứ dày lên sau mỗi chuyến tàu, đủ để đáp ứng nhu cầu đọc của cán bộ chiến sĩ. Tôi thường tới đây đọc sách vào sau những giờ huấn luyện và những ngày nghỉ, nó giúp tôi có những lúc giải trí lành mạnh. Nơi tuyến đầu xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Sách đã trở thành người bạn thân thiết của cán bộ chiến sĩ Trường Sa. Những cuốn truyện, tạp chí hay những tập thơ theo tàu ra đảo cứ quay vòng và trở thành một tài sản quý của bộ đội. Thư viện Hồ Chí Minh này nó không chỉ là một thư viện sách mà nó là một kho tàng về kiến thức giúp cho cán bộ chiến sĩ ở trên đảo Nam Yết có nhiều kiến thức. Ví dụ như là những cuốn sách hướng nghiệp cho mình hay là những cuốn sách giúp tôi có thể sau này ra quân được có kiến thức để tiếp tục ôn thi vào đại học. Hiện nay, hầu khắp các đảo ở Trường Sa đều xây dựng những tủ sách. Đảo nhỏ ít người thì 5 đến 600 đầu sách, đảo lớn thì hơn 1.000 cuốn. Như tại đảo Nam Yết, hàng tháng các đơn vị lại có một buổi sinh hoạt để chia sẻ, bàn luận về cuốn sách mình yêu thích, định hướng, giới thiệu cho anh em tìm đọc những cuốn sách hay và bổ ích. Môi trường khắc nghiệt giúp con người thấy thêm yêu sách, yêu tri thức hơn. Bên trang sách, tâm hồn người lính cũng trở nên đẹp hơn, giúp các anh thêm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc. Với hàng trăm đầu sách phong phú về thể loại, những thư viện như thế này tại Trường Sa vừa là phương tiện bổ sung kiến thức, giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ và vừa là nơi để lính đảo có thể tìm thấy nguồn vui sau những giờ huấn luyện chiến đấu. Bổ sung thường xuyên các đầu sách mới cho những thư viện trên các đảo thuộc Trường Sa cũng quan trọng, giống như là trồng thêm một cây xanh mới trên đảo. Sáng nay, Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Việt Nam VBBOX tổ chức khai trương Trung tâm Anh ngữ VBBOX Phonics Smart Hải Phòng, mang đến cơ hội học tiếng Anh hiệu quả cho học sinh Hải Phòng, cũng như kết nối mạng lưới trung tâm ngoại ngữ của VBBOX trên cả nước. VBBOX là đại diện tiếng Anh Phonics LB UK và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge UK tại Việt Nam, được thành lập tháng 10 năm 2007 với mục tiêu đưa vào Việt Nam chương trình và phương pháp học tiếng Anh tiên tiến hiệu quả, đóng góp tích cực trong việc cải tiến phương pháp và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Việt Nam. Hiện nay, tiếng Anh Phonics được triển khai tại 16 tỉnh thành trong toàn quốc với số lượng trường là 750 và 120.000 học sinh. Tại Hải Phòng, bắt đầu triển khai tiếng Anh Phonics từ năm 2010 trong các trường mầm non, tiểu học, phổ thông. Đến nay, có 140 trường với 35.000 học sinh đang học tiếng Anh Phonics. Khai trương Trung tâm Anh ngữ VBBOX Hải Phòng hứa hẹn mang đến một chương trình đào tạo mới giúp học sinh giao tiếp tiếng Anh chủ động, tự tin và thực hiện ước mơ hội nhập trong tương lai. Qua 3 năm nghiên cứu và ứng dụng trong điều trị làm đẹp tại gần 50 đại lý trên toàn quốc, mới đây, Ngũ hành Dưỡng Sinh Viện SKT đã đưa công nghệ ứng dụng ngũ hành để chẩn đoán và trị bệnh về Hải Phòng. Theo thuyết ngũ hành, lục phủ ngũ tạng con người tương ứng với năm hành và mỗi tạng phủ đều có ngũ hành chi phối.
Các đường kinh mạch trên cơ thể có 5 huyệt tương ứng với ngũ hành, nhờ đó giúp cho việc trần huyệt chính xác và hiệu quả. Qua nghiên cứu bằng điều trị đông y, ngũ hành dưỡng sinh viện SKT đã đưa ra phương pháp làm đẹp với tiêu chí không thuốc, không tiêm, không dao kéo, không xâm lấn, không để lại di chứng. Em trải nghiệm dịch vụ là làm ngũ hành đùi và giảm béo sau sinh. Thấy là dịch vụ an toàn. Rất thích về cái liệu trình về đông y. Nó không can thiệp về phẫu thuật mà nó làm đẹp một cách an toàn. Qua 3 năm kiểm nghiệm tại gần 50 đại lý trên toàn quốc, công nghệ ứng dụng ngũ hành dưỡng sinh đã đáp ứng yêu cầu cải thiện thể chất, thể trọng và thể hình của con người. Tôi đã học hỏi, dành rất nhiều thời gian, gần chục năm qua để đi sâu vào việc tìm hiểu về cái nguyên lý sự vận hành của cơ thể. Thì tôi hiểu được ra rằng nếu như một cơ thể muốn đẹp thật sự thì phải có một thể chất tốt. Mà để có một thể chất tốt thì 12 đường kinh mạch trên cơ thể phải được đả thông và giúp cho sự tuần hoàn của khí huyết được lưu thông đồng đều, hài hòa, dẫn chuyển đến tất cả các cơ quan trên cơ thể để nó có thể là đáp ứng được cái nhu cầu, vai trò, làm việc, tính năng của đúng cái cơ quan đó. Nó mới giúp cho cái thể chất của chúng ta được tốt, từ đó khí sắc thần thái mới được tươi sáng rạng ngời. Chuyển giao công nghệ ngũ hành dưỡng sinh SKT tại Thu Trang Spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại 66 Văn Cao, Hải Phòng là cơ hội cho những người yêu cái đẹp thành phố Cảng tiếp cận với những phương pháp làm đẹp bắt đầu từ sức khỏe. Khát khao lập thân lập nghiệp làm giàu bằng sức lực tri thức đã và đang thôi thúc nhiều thanh niên hành động và khởi nghiệp. Khởi nghiệp không chỉ là thiết lập các mô hình ý tưởng sản xuất kinh doanh, đó có thể là khởi sự hành động trong các lĩnh vực khác nhau, hướng tới phục vụ cộng đồng xã hội, giải quyết bài toán về con người và sự phát triển bền vững. Do vậy, giá trị của khởi nghiệp không chỉ là thành công tài chính của dự án kinh doanh, mà còn là giá trị về xã hội, về tính nhân bản, đem lại sự khác biệt, được xã hội ghi nhận và tôn vinh. Sản phẩm pallet gỗ của Nguyễn Văn Duyệt, phường Hải Thành, quận Dương Kinh hiện đã tìm được chỗ đứng trên thị trường. Có được kết quả này là nhờ Duyệt nắm bắt được thời cơ cũng như có quyết tâm mạnh mẽ. Bỏ công việc tại công ty sản xuất đồ chơi và vay mượn người thân, gia đình với số tiền 500 triệu đồng, cộng với vốn tiếng Trung và nghiên cứu kỹ thị trường, cơ sở sản xuất pallet gỗ của Duyệt đã khởi đầu như thế. Là cái cơ hội mình biết ngoại ngữ tiếng Trung, thì mình cũng quen bạn bè người Trung Quốc rất là nhiều về Việt Nam, thành lập công ty cũng biết là công ty người ta cần cái nhu cầu dùng cái sản phẩm như vậy, thì mình thành lập công ty để là Đức Anh làm ballet, chuyên về làm ballet. Có động lực mạnh mẽ và nắm bắt được cơ hội, các bạn trẻ khởi nghiệp còn có sự kiên định để đương đầu với khó khăn thử thách. Vũ Đức Trinh, chàng trai trẻ không khởi nghiệp bằng cách mở xưởng gia công giày như xu thế chung, mà tự thiết kế, sản xuất và phân phối chính sản phẩm của mình. Tự làm mọi khâu chỉ với một xưởng sản xuất nhỏ, số lượng nhân công ít, nhưng Trinh vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng sản phẩm có giá trị riêng. Mình xác định thị trường rất là rộng lớn và sản phẩm của mình có thể hoàn toàn có thể là cạnh tranh với những cái sản phẩm của đến từ tất cả những địa phương khác. Vì thế nên là mình quyết định là học hỏi sâu hơn về nghề và đầu tư máy móc nhà xưởng để sản xuất ra những cái sản phẩm như mình mong muốn để phục vụ cho bà con. Bên cạnh những quyết tâm cố gắng để khởi nghiệp thì tham gia vào câu lạc bộ hội nhóm khởi nghiệp để cùng hỗ trợ nhau cũng là cách thức hiệu quả. Câu lạc bộ khởi nghiệp IQ quận Dương Kinh là mô hình đang phát huy rất tốt vai trò trong việc duy trì thời gian sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm thường xuyên, có những buổi đào tạo về tư duy, về sử dụng công nghệ. Hoạt động hỗ trợ đầu tiên đối với các bạn trong câu lạc bộ thì là chúng tôi hỗ trợ về tư duy. Thứ hai là về nghề. Về nghề thì chúng tôi là xác định đẩy mạnh về công nghệ thông tin. Thứ ba thì chúng tôi share cho nhau về những cái mối quan hệ về khách hàng. Thứ tư là cái quan trọng nữa là khởi nghiệp thì rất cần đến sự hỗ trợ đồng vốn. Mà nhất là các bạn thì các bạn chưa có nhiều cái phương pháp để tiếp cận thì chúng tôi cũng đã kết nối cùng với lại các cái nguồn vốn của bên đoàn thể, của đoàn thanh niên. Để như nguồn vốn 120 và nguồn vốn giải quyết việc làm để sao cho các bạn có thể tiếp cận được cái nguồn vốn đó. Với mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp đang hoạt động hiệu quả như câu lạc bộ khởi nghiệp IQ, hy vọng con số thành viên sẽ không chỉ dừng lại từ 20 đến 30 thành viên như hiện nay, đồng thời có nhiều hơn nữa những tấm gương thanh niên khởi nghiệp thành công.